Rồi bạn dài rồi đó, cột giấy vô. Phải nối dây vô. Thì nối giấy vô, con nối đi. Không biết nói chơi mà. Không, mình phải mở đây ra xong rồi mình nối xong rồi mình vắt lại cho rồi mình cuốn cuốn cuốn. Phải không? Phải, giờ ba giờ gắn trước giờ lấy gì chơi, cuốn là sao được nè. Thì vậy cột cũng được mà đứng ơi. Ba mở này ra ba cột. À, giờ trong khai cho thử coi. Đó, đó. Yeah. Đó. Dạ, sao? Chơi thử ba coi. Một lần nữa thôi nha. Chơi đi cho mấy bạn coi nha. Rồi. Chơi ngu quá. Chơi vầy. Rồi xong. Lại à. Thì chơi đi cho mấy bạn xem mấy bạn làm theo. Chị cho hai tay. Cho hai tay ta gì được. Đó. Đừng xa ra, đừng cho chơi có thể hết chứ dạ. Có cái chơi bình thường đi, ba quay kìa ba. Chơi một lần nữa, đói bụng quá à. Đó. Đói bụng quá à. Chơi 5 lần nữa. Một lần. Đó, đẹp không? Ủa, mỗi lần chơi là phải vậy hả? Phải cuốn lại vậy hả? Bốn lần rồi đó. Năm lần. Ai? Để bà coi lại. Để coi. Đẹp nghe các bạn. Cái này chơi cũng được đấy. Rồi video hôm nay đến đây là kết thúc nha. Bye bye các bạn. Xin chào các bạn nha. Bye. Hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.